Mình mở bài lên nha. Còn anh là một bạn nè, còn bạn nào nữa không? Windows 10 hai bạn. Còn anh là nhận thông báo bằng email hả, hay là thấy trên Facebook, hay là bạn thấy cái tin cái thấy cái link vô lớp ở đâu? Hoàng Anh buổi 2. Chiều nay mình có gửi mail, ok, tại chiều nay mình có gửi mail đi cho những cái bạn mà đăng ký mà chưa có vào được lớp á, thì là những bạn nào có email rồi thì không cần phải đăng ký lại nữa. Còn những bạn mà đang ở trong lớp mình mà chưa có đăng ký email, chưa có nhận cái quà tặng 100 quyển sách với lại cái thông điệp hàng ngày á, thì là nhắn nhắn trong nhóm để mình gửi cái link, hoặc là mình sẽ gửi lên cái tin nhắn ghim trong nhóm á, để mọi người đăng ký email nha. Rồi, này vô bài. Đợi tí nha, mình mở cái bài ra. Phan Thương cũng buổi đầu đúng không? Để tới nha, mình mở bài lên. Hồi chiều có một bạn nào đó nhắn tin cho mình đó, nói là bạn muốn học cái cách mà nhìn vô từ là biết cách đọc luôn, không có cần phải nhìn phiên âm. Thì thực ra những cái quy luật này nó cũng có, nó có quy luật và nó có một số trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà cái cách học ở đây của mình á, mọi người hình dung là giống như là các bạn nào có nhu cầu muốn học cái cách mà nhìn vô từ biết đọc luôn, không phải cần nhìn phiên âm không? Ai muốn học cái cách đó nhắn vô chat mình coi nha. Có đấy ạ. Có đúng không? Nhưng mà thật ra mấy bạn hình dung mình học như học bơi á, không thể nào mà người ta chỉ mình cái quy luật cách cử động chân tay cái mình ầm xuống nước mình bơi được liền đúng không? Mình phải có cái phao mình bám vô đúng không? Hoặc là mình cứ nửa mình bơi cho vùng nước nông chứ không có bơi ra vùng nước sâu bơi liền. Thì cái học mà phát âm nó cũng y chang như vậy á. Đầu tiên mình cứ học cách nhìn cái từ điển trước, à, nhìn cái phiên âm của từ trước, mình quen dần dần mình có cảm giác về cách đọc rồi á, lúc đó mình cộng thêm cái việc mà mình học cái quy luật về phiên âm của nó nữa thì mình sẽ hiểu tốt hơn nha. Chứ mới đầu vô chưa gì mà đã nhảy vô cái phần quy tắc đó rồi thì nó sẽ rất là rối. Thứ nhất là mình không thể nào nhớ hết cái quy tắc đó ngay lập tức nè. Thứ hai là mình nhìn cái chữ mình đọc còn chưa đúng nữa, nói gì đến quy tắc đúng không? Giờ nhìn vô cái chữ biết cách đọc trước cái đã. Rồi phần đó thì tính tiếp. Hôm trước mình còn một bài một phần này Japanese. Ok, giờ mình hướng dẫn các bạn đọc phần này nha. À, xin lỗi để share cái màn hình. Cái đó xịn nhất, bonus. Ok, Hàng Thảo muốn nè. Nhiều người muốn quá vậy ta. Rồi thì mình cứ đọc nha, mình cứ đầu tiên mình cứ nhìn vô phiên âm mình đọc trước. Rồi phần đó thì tính sao nha. Mày đọc bên này đây. Mày đọc cái file kia mà nó load chậm quá, đọc vào file Word này cũng được. Bữa giờ mọi người ở nhà có luyện cái phần phát âm nữa không? Có còn mở cái video trên YouTube lên để đọc không? Có Đọc rồi có so sánh cái giọng của mình với lại cái giọng chậm không? Đọc xong chịu khó so sánh lại nha.
Rồi sẵn lại để coi, để biết là mình đọc đúng chỗ nào, không đúng chỗ nào. Bàn. Rồi mình tắt mic hết nha. Hướng dẫn đọc một lượt nha, hướng dẫn đọc lượt rồi khoảng hướng dẫn đọc lượt khoảng 4-5 từ đó, rồi các bạn sẽ giơ tay để đọc rồi mình sửa cho một số người nha. Cái chữ này ở bên nào? Không chắc đâu. Rồi cái này là chữ ơ nè mọi người, khi mình gặp chữ ơ này á thì mình đọc nó giống như tiếng Việt á, chữ ơ, chữ o có râu á, đọc giống như chữ ơ tiếng Việt á. Thì mình sẽ đọc qua cái danh sách này chữ này có hai âm tiết, nhấn âm đầu là quarter, quarter, quarter. Mọi người tắt mic nhưng mà cứ cứ đọc theo nha, rồi chút nữa khi nào mà một số bạn lên đọc á thì mình sẽ sửa cho một một số bạn nha. Rồi chữ này finger, chữ ngờ nè, phờ nè, y ngờ nè, giống như tiếng Việt á, fin, finger, finger, finger. Rồi tiếp tục mother, mother. Nếu mà mình định hướng đọc theo giọng Mỹ á thì mình đọc chữ r rõ vô nha, còn nếu không đọc theo giọng Anh thì đọc là mother cũng được, còn đọc theo giọng Mỹ là mother, mother. The, cái chữ này nè, chữ này là cái âm hữu thanh nè, nó làm để cái lưỡi ngay ngay giữa hai hàm răng của mình á, cái âm này nó không có trong tiếng Việt nên khi đọc mình chú ý đấy. The mother, mother, mother. Cái chữ này đọc, nếu mà đọc đúng á thì cái miệng của mình nó sẽ hơi cử động nhiều chút xíu, cắn nữa à, mother, the mother, mother, mother. Rồi chữ này ba âm tiết nè, nhấn âm đầu abdomen, abdomen, abdomen. Đúng rồi, mọi người cứ đọc theo nha, rồi chút nữa mình sẽ sửa cho một số bạn. Chữ này quen thuộc rồi, chữ này nhấn âm đầu sister, sister. Chữ S là chữ T nè, không có bỏ chữ nào hết, đọc luôn sister, sister. Đúng rồi, các bạn cứ bật cam lên đấy, ai mà bật cam được thì bật cam lên. Rồi tiếp theo chữ này, chữ này là chữ y nè, chữ y nhưng mà anh rêu phát nhẹ nó thành chữ ơ, cousin, 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 cousin. Ở chữ này Japan, chữ n cuối, chữ này là chờ nè, chữ này nó cũng không có trong tiếng Việt luôn, chữ này nó là lai giữa chữ chờ với chữ chờ, nó là chữ chờ, chờ, Japan, Japan. Rồi chữ này có ba âm tiết nè, âm cái phần âm trọng âm của nó nằm chữ chữ knees, còn trọng âm phụ nằm ở đây nè, mình đọc là Japanese, 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 Z cuối, Japanese, Japanese, Z cuối ha. Rồi ở đây China, 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 China. China. Ok, mình tắt hết nha. Chút nữa mọi người mở mic sao nha. China. Chữ này nè, một số bạn mà đọc có thói quen đọc chữ R á, cho nên nó không có chữ R trong đây nha, cứ đọc bình thường thôi. China, 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 China. Hai cái âm này nó hơi giống nhau mọi người, nên là China, Japan, China. Nghe nó hơi giống nhau á. Japan, còn dưới này cũng là China, China, còn đây là Japan, Japan, đây là China, China. Cái này cái chữ này nè, mình gặp cái chữ này thì mình đọc nó hơi lai qua cái chữ CH trong tiếng Việt á, mà đọc theo giọng miền Bắc á, chờ, chờ, China. Còn cái này là chờ, nó lai qua chữ TR nhiều hơn, Japan, Japan, cái này là China. Bên này Japanese, 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 Z, Z. Nhưng mà nếu mình đọc không quen mình lai qua chữ S chút xíu cũng được, không sao đó, nhưng mà mình biết nó là chữ Z, mình cố gắng đọc cho nó đúng, Japanese, Japanese. Rồi ở đây
Hoàng Anh, Motherfinger. Ok. Rồi. Hoàng Anh nhắn hai chữ đó vô nhóm là gì vậy Hoàng Anh? Bạn muốn hướng dẫn đọc lại hay sao? Several, chữ này đọc rồi đúng không? Several. Several. Nó có chữ ơ này nè, several. Rồi tiếp nha. Chữ này. Announcement, announcement. Announcement. Hát cả bài bàn tay tiếng Anh. Ok. Học mấy cái này xong rồi để ý trong bài hát coi họ hát như thế nào là cũng 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 là một cách đó, mấy bài hát mà thiếu nhi á zoom nhỏ lại chút xíu. Chữ này nè mọi người, hình nào cái nó có chữ T ở đây nè, chữ T rồi nó có chữ S ở đây thì bỏ chữ T đi, đọc chữ S thôi. Announcement, 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 announcement. Rồi cái này about, 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 about. Rồi chữ này the, cắn lưỡi the, the cắn lưỡi nha, the. Rồi ở đây nhìn nè chỗ này là chữ y đúng không, chữ y nhưng mà nếu người ta đọc là chữ ơ thì vẫn được nha, tức là nếu mà đọc là parliament cũng được, nhưng mà thường cái chữ y này nó rơi vào phách nhẹ nó sẽ thành chữ ơ, mình đọc là parliament thì cũng được nha. Parliament, 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 chữ p bật hơi mạnh lên, cái này đọc là parliament hoặc là parliament đều được hết nha, nhưng mà thường thường người ta sẽ đọc nó hơi sẽ hơi lai qua chữ ơ. Parliament, parliament thì mọi người cứ cứ mình cứ thử đọc ấy, mình thấy là đọc parliament với lại đọc parliament đọc cái nào nó dễ đọc hơn, theo mình thấy là đọc parliament nó thuận cái miệng hơn á, cái miệng mà nó không cần phải chuyển qua chữ y, nó để ngay ở vị trí chữ ơ luôn. Parliament, 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 mình cảm giác đọc chữ ơ nó thuận tiện hơn đúng không, đó là cái quy tắc trong ngôn ngữ đó, tất cả cái quy tắc nó đều quy về một cái quy tắc chung thôi, đó là tạo ra sự thuận tiện trong phát âm. Chữ này accept, accept, accept có chữ k trong miệng của mình nha, cái này nó không phải là accept nha mà nó là ực, ực có chữ k, accept, accept, accept có chữ k trong miệng của mình nè, accept, 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 accept. Nếu mà mình đọc accept thì người ta cũng hiểu hết, nhưng mà mình phải đọc cho nó đúng, accept, accept. Rồi cái này ngày hôm qua đọc rồi đúng không? Inspector, 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 ba ba âm tiết, nhấn âm đạt, nhấn âm hai, inspector, inspector. Đây, tension, 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 sờ, chữ sờ nặng. Không biết mấy bạn gọi là chữ sờ gì? Chữ sờ cong lưỡi á, chim sẻ, tension, tension. Chữ này other, other, the cắn lưỡi âm hữu thanh, other, other. Nói chung mình đọc hết cái list mà bữa giờ mình đọc á, từ đầu đến giờ nó khoảng mấy trăm từ á, thì là mình cũng nó cũng bao gồm hầu gần hết các nguyên âm phụ âm ở trong tiếng Anh rồi mọi người, nên là hết cái phần này mình bắt đầu mình chuyển sang phần sau luôn cũng được, để mọi người hiểu dần những cái quy luật trong câu với trong đó là quy luật về trọng âm với là quy luật về internet, cái ngữ điệu trong câu. National, 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 nas, chữ S nó nằm ở cái âm tiết đầu tiên nè, national, 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 national. Cái chữ này để chữ này nha, nếu mà là nation thì nó là chữ A, nation, nation, nhưng mà cái national thì nó lại là chữ A, national, national. Rồi qua đây petroleum cũng tương tự luôn, cái chữ y này mình đọc là y thì đọc là ơ thì cũng được không sao hết đó. Petroleum, 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 petroleum cũng được mà là petroleum cũng được, cái nào thuận miệng thì đọc petroleum, petroleum, nhưng mình đọc thì nó sẽ có xu hướng nó lai qua chữ ơ nhiều hơn.
Rồi tiếp tục ở đây. Corporation. Âm phụ nè, cái dấu nháy ở dưới nè, nó là cái âm nhấn phụ á. Corporation, âm nhấn chính nằm ở đây nè, cái dấu nháy này như đúng rồi, corporation. Corporation ở đây. Agreement, 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 agreement. Sờ dài. Bạn Hồng là ở tỉnh nào vậy? Hồi đó giờ lần đầu tiên mình nghe nói sờ dài á. Bạn Nguyễn Hồng á, ở tỉnh nào, thành phố nào? Nguyễn Hồng kêu là sờ dài kìa, không biết ở đâu kêu là sờ dài nữa. Tới đâu rồi? Agreement. Rồi ở đây. Cooperate. 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 Mấy bạn có theo được hết không? Nãy giờ mình hướng dẫn mọi người có đọc theo được không? Có ai cảm thấy nhanh quá không đọc theo được không? Cooperate. Cooperate. Sao dạy là em học của cô giáo. Rồi nhưng mà biết là cô giáo của bạn Hồng, nhưng mà bạn Hồng ở tỉnh nào, cô giáo bạn ở tỉnh nào? Ở Thanh Hóa hả? Thanh Hóa kêu là sờ dài hả? Okay. Rồi. Natural, natural. Bạn nào mà thấy cái chữ nào mà cảm thấy chưa theo được thì nhắn vào cái ô chat mình hướng dẫn lại nha. Natural, natural, chữ A nè, natural. Natural, sure nè. Natural, 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 natural. Đây. Development, development. Nó có chữ P nè, nhờ chữ P nó mà câm. Nó không có development, không có đọc vậy. Chữ P đọc chữ câm, chữ P câm nó chuyển qua chữ M, và chữ câm mà nó bị nút nút chữ, chuyển qua chữ M luôn. Development, development. Development, development. Chữ D này nó hơi lao với chữ T chút xíu nha. Development, 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 development. Rồi ở đây K nè, chữ K là K nè. Complaint, complaint, complaint. Đây nè, cái chữ này nè, chữ này nguyên âm ghép nè. Cái chữ này nó sẽ hơi khác trong tiếng Việt mình tí nha. Trong tiếng Việt mình không có cái âm này. Đó là âm E với âm I. Complaint. 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 Còn nếu mà bạn đọc chữ E thôi thì nó cũng được. Người ta vẫn nghe. Là complaint. Complaint thì cũng được. Mà nghe nó không có đúng lắm. Complaint. 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 E-I. Complaint. Rồi tiếp theo. Chữ này organization, 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 organization. Các bạn nghe mình nói có rõ không? Có nghe được không? Nó có bị rè hay bị gì không? Accuse. Rõ. Rồi cảm ơn bạn. Accuse. Accuse. Rồi mình tạm thời tắt mic hết nha. Accuse. Để mọi người liền. Khi nào mà ai đọc thì mở mic lên đọc. Accuse. 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 Chữ Z cuối. Accuse. 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 Rồi chữ này. American, 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 cái chữ nào của American, 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 American. Bạn nào đang đọc á, tắt mấy cái mọi người, tắt mấy cái chút nữa ai đọc thì mở lên đọc. Legitimate. Legitimate, legitimate, chữ chờ nè. Legitimate, 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 legitimate.
nhấn âm hai, legitimate, legitimate, thấy không? Thấy chữ này là chữ A không? Không phải là legitimate nha. Nhưng mà cái âm này làm A nè, âm A nhưng mà ra phát nhẹ nó sẽ làm ơ, legitimate. Không phải là legitimate mà là legitimate, legitimate. Không đọc được âm D3, à tức là âm chờ này đúng không? Cái âm này bạn sẽ đọc nó lai giữa cái chữ chờ với là chữ chờ của tiếng Việt mình á. Nó nằm ở giữa hai cái âm thanh đó, nó là chữ chờ. Chờ, legitimate, legitimate, legitimate. Bạn cứ hình dung bạn đọc chữ CH đi, là chữ chờ trong tiếng miền Nam hoặc là tiếng miền Bắc này là chờ đúng không? Chữ, bạn thấy cái âm thanh đó xong bạn cho nó nằm giữa cái âm thanh đó với là chữ chờ nữa, nó thành chữ chờ, chờ, legitimate, legitimate. Legitimate, legitimate. Rồi. Ok, tắt mic nha. Legitimate. Rồi, mọi người tắt mic nha, để mình tắt mic. Cho dễ theo dõi. Legitimate, legitimate. Rồi, đây. Legitimate. Rồi, consumer, consumer, consumer. Chữ ơ nè. Consumer, consumer, chữ K nè, chữ K nó là chữ K, chứ không phải là cờ, cờ, consumer, consumer, consumer. Rồi, chữ này, government, government, government. Nó có chữ R ở đây mọi người. Chữ R ở đây thì trong cái phiên âm của cái British English đó, nó sẽ không có chữ R ở đây. Khi mình nhìn phiên âm đó, mình thấy cái chữ R nó sẽ ghi chữ R nhỏ xíu đây nè. Nó ghi như vậy nè, rồi nó sẽ ghi lên trên đây. Đó. Trong phiên âm á, nhiều khi mình sẽ thấy người ta ghi như vậy á. Thì nếu mình luyện theo giọng Mỹ thì mình đọc cái chữ R đó vô. Còn nếu mình đọc theo giọng Anh thì mình khỏi đọc. Government, 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 government. Nếu ai luyện giọng Mỹ thì đọc chữ R vô nha. Government, government. Kể cả bạn nhìn phiên âm bạn không thấy chữ R, nhưng mà nhìn qua cái chữ này thấy cái chữ R thì cứ đọc vô. Government, government. Rồi chữ này. Rồi bạn nào không đọc được chữ gì thì cứ comment vô chat nha để mình hướng dẫn đọc nha. Sia là cái chữ này nè. Cái chữ này là nguyên âm dài, là nguyên âm ghép nè. Ia, sia, sia, seriously, seriously. Nhấn âm đầu seriously, sia, ia, 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 sia, sia. Nó phải là sia nha, sia, sia, sia. Nó lao chữ ơ luôn. Sia, seriously, 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 seriously. Ia nè, seriously, seriously. Rồi tiếp theo ở đây. Undermine, undermine, âm nhấn phụ nè. Mọi người nhìn thấy cái dấu nháy ở dưới không? Là âm nhấn phụ á. Còn này là âm nhấn chính nè, trọng âm chính nằm ở đây nè. Undermine, undermine. Trong cái phiên âm nó không có chữ R đúng không? Nhưng mà mình thấy chữ R thì mình luyện theo giọng Mỹ thì mình đọc vô. Undermine, A-I, không phải là mine mà là mine, mine, đọc I rồi đọc được chữ N vô. Undermine, 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 undermine. Rồi. Undermine. Rồi mọi người tắt mic nha. Tắt mic chút nữa thực hành này mình mở mic từng người lên đọc cho dễ nghe. Cooperative. Chữ này mọi người hay đọc sai nè, cứ thấy chữ này đọc là rate nè, mà nó là chữ R. Cooperative, cooperative, co, nguyên âm ghép nè, cooperative, cooperative, cooperative. Này, rồi chữ này nha, cooperative, 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 cooperative. Này. Bilateral,
bilateral, bilateral, bilateral, bilateral. Terror là bilateral, bilateral á. Nhưng khi mình đọc qua nó, âm thanh nó tạo ra giống như là bilateral vậy á. Bilateral, bilateral, bilateral. Rồi, chỗ này. E, thì dài. E, economic, economic, economic. E, âm nhấn phụ nằm ở chỗ chữ E nè. Âm nhấn chính nằm chỗ chữ nam nè. E, E, economic, 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 economic. Rồi, European, 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 EI, European, European, European. Đây, chữ này, leader, 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 cam r vào leader. Leader. Đó, chữ này hôm trước mình có làm ví dụ một lần đó. Nó không phải là leader nha mọi người, nó là leader, 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 leader. Chữ này pressure, pressure. Nó không phải là pressure nhưng mà nó là pressure, pressure. P, chữ P mạnh vô, P, P, pressure, pressure, pressure. Okay. Pressure, pressure. Okay. Chữ này. Position, 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 position. Âm n cuối. Position. Có chữ n trong miệng mình á. Position, position, position. Chữ này. Corruption. Cái chữ P nhưng mà mình không có đọc chữ P, cái miệng mình ở vị trí chữ P, P á, nó qua chữ S luôn. Corruption, 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 corruption. Corruption, corruption. Arrange, arrange, arrange. Arrange. Bạn nào muốn đọc cái âm cuối này á, nhìn, nhìn cái khẩu hình nè. Ok, tắt mic hết nha mọi người. Đọc quá. Arrange. Ok, tắt mic nha. Tắt hết rồi mà sao còn sót á. Arrange. Nhìn cái khẩu hình nè. Arrange. 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 Hạnh Dung tắt mấy cái nha con, chúng nữa đọc sao. Arrange, arrange, arrange. Under, under, under. Nhấn âm đầu. Under, under, under. Chữ này. Apologize. Z, apologize, 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 apologize. Thấy mọi người thấy hai chữ O đây không? Nhưng mà chữ O trọng âm nó là chữ O, nó là chữ O bên đây nè, thấy chưa? Còn chữ O mà rơi vô phát nhẹ nó là chữ O. Apologize, 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 apologize. Chữ Z cuối. Apologize, apologize, apologize. Rồi chữ này âm nhấn phụ nè, chữ chữ Y nè. International, 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 international. Có thể qua tuần sau mình cứ học dần kèm kèm vô luôn nha, phần phát âm với lại đi vô phần quy luật của trọng âm luôn, để mình có mình nhận dạng ra cái âm tiết rồi trọng âm nó sẽ phân bổ theo cái quy luật nào để mình nhắm từ từ cũng được. Rồi trước mắt mọi người cứ luyện tập cái âm thanh này cho nó quen ha. Newspaper, newspaper. Chữ này hơi khó đọc nè. Chữ Z nè, newspaper. Cái âm hữu thanh này nó lại gần cái âm vô thanh nữa, nên mình đọc, mình chú ý mình sẽ đọc được. Newspaper. Xin lỗi, nhắc âm đầu. Newspaper, 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 newspaper.
Nhấn âm đầu nha. Newspaper. Newspaper. Rồi, mình đọc lại một lượt nha, để mọi người theo dõi nha. Quarter, 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 quarter. Finger, 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 finger. Mother, mother. Abdomen, abdomen. Sister, sister, sister. Cousin, cousin. Japan, Japan, Japan. Japanese, Japanese, Japanese. China, China. Several. Announcement, announcement. About. The. Parliament, parliament. Chữ Y nè, đọc Y cũng được, đọc Ơ cũng được. Parliament. Accept, accept. Có chữ K trong miệng nè. Accept, accept. Inspector, inspector, inspector. Chữ P nè, chữ P nè, đọc bọc hơi mạnh lên. Tension, tension. Other, other, other. National, national, national. Chữ này nè, chữ A nè, chứ không phải là chữ A nè. Bình thường nó là nation, danh từ, tính từ là national. Petroleum, petroleum. Chữ Y này đọc qua chữ Ơ cũng được, muốn đọc Y thì đọc petroleum, petroleum. Corporation, âm nhấn phụ nè, âm nhấn chính nè. Corporation, corporation. Agreement, agreement, agreement. Agreement, agreement. Cooperate, cooperate, cooperate. Natural, natural, natural. Các bạn nào thấy nhanh quá đọc theo không kịp không? Cố gắng đọc theo nha. Natural, natural. Thấy có mấy bạn nhìn nhìn vô màn hình mà không thấy đọc theo á. Cố gắng đọc á. Nếu mà mình chưa làm quen với những âm thanh này á, điều đó có nghĩa là mình phải nghe những cái âm thanh này rất là nhiều lần. Nghe tới nghe lui, nghe suốt ngày suốt đêm luôn thì mình sẽ dần dần mình quen với nó nha. Cooperate, cooperate, cooperate. Natural, natural. Development, development, development. Complaint, 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 complaint. Organization, 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 organization. Accuse, accuse, accuse. American, American. Legitimate, legitimate, legitimate. Consumer, consumer. Government, government, government. Nhìn nè, cái phiên âm nó không có chữ R nè. Nhìn qua đây thấy chữ R, nếu luyện theo giọng Mỹ thì đọc chữ R không? Seriously, seriously. Seriously, 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 seriously. Undermine, undermine. Cooperative, 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 cooperative. Bilateral, bilateral. Economic, economic. Chữ O nè, chữ O ở đây cũng chữ O, nhưng mà chữ O này nó là chữ O, còn chữ O này nó là chữ Ơ. Economic, chứ không phải là economic, 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 economic. European, 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 European. Leader, leader. Cái âm tiết thứ một, thứ đầu tiên nó kết thúc với chữ Y nè, đọc là leader, leader. Pressure, pressure. Position, 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 position. Mình thấy có nhiều bạn học từ mấy buổi đầu thì đang đọc theo cũng tốt á. Pressure, ồ xin lỗi đọc rồi đúng không? Corruption, corruption, corruption. Arrange, arrange. Arrange, arrange. Under, under, under. Apologize, 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 apologize. International, international. News, newspaper, newspaper, newspaper.
cái này ai chưa quen đọc qua chữ S, nó hơi lai lai qua chữ S chút xíu cũng được, không sao hết. Newspaper cũng được, nếu đọc đúng là chữ Z, newspaper, newspaper, newspaper. Chữ S với chữ Z đó, cái âm thanh thì nó khác nhau, nhưng mà nó khác nhau một cách, xin lỗi, cái âm thanh thì nghe nó hơi hơi giống nhau, nhưng mà nó khác nhau cơ bản, nghĩa là âm Z là cái âm hữu thanh. Khi bạn đọc âm Z nó rung trong cổ rồi, z, z. Còn âm S là âm vô thanh, tức là bạn đầu là cái hơi nó đẩy ra khỏi cái miệng của mình, cái cổ nó không rung nha. Đó. Cái âm thanh nếu mình đọc không quen mình nghe nó hơi giống giống nhau, nhưng mà thực ra nó khác nhiều ạ. Khác trong cách đọc trong cổ mình. News, newspaper, newspaper. Cố gắng đọc cho đúng nha, đọc đúng để những cái âm mà vô thanh hữu thanh này nè, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái phần ending sounds, tức là thêm s nè, thêm es nè, thêm ed nè sẽ đọc như thế nào. Là cái âm hữu thanh với âm vô thanh là nó quyết định là cái âm ed ở cuối đọc là d hay là t hay là it đó. Nên là mình để ý ha. Rồi. Ê, xin lỗi, lố rồi. Đâu? Quarter finger ở đây đúng không? Ok. Rồi, mời bạn Hồng. Hồng mời đến Thư. Dạ, em đâu ạ? Ok. Quarter finger muzzle. Khoan khoan, quarter rồi tiếp tục vậy. Quarter finger muzzle. Chữ ơ nè, chữ ơ đọc cho nó là chữ ơ. Quarter, quarter, quarter. Finger, finger. Có chữ r nè. Quarter. Finger. Finger. Chữ R nó chỉ nằm ở cuối thôi, chứ nó không có nằm chỗ chỗ này nha. Chỗ này là chữ ngờ. Finger, finger. Finger. Ok. Rồi Hồng, xong rồi đến bạn bạn Trường nha. Trường Thương Hòa. Mother. Rồi bạn đọc tiếp đi. Mother. Chữ này. Abdomen. 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 Ok. Chữ này. Sister. S, sister. Sister. S nè. Sister. Đúng rồi. Sister. Sister. Đúng rồi. Sister. Sister. Ok. Chữ này. Cousin. Cái âm dần nè. Cái âm này nè. Âm này cái giọng nó hơi hạ xuống chút xíu nữa. Cousin. Cousin. Đọc nhẹ rồi. Thả cái hơi ra. Cousin. Cousin, cousin, đọc nhẹ cái hơi xuống chút xíu. Rồi tiếp tục đây. Cousin. Ở đây. Japan. Đây. Nhìn vô đây đọc. Cha. Japanese. Đúng rồi. Cha, cha, cha. Không phải Japanese. 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 Okay. Japanese. Ok, chữ này. China. 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 Đọc cho nó ra trọng âm nha, đừng có đọc China. Là China. China. Chữ N đọc nhẹ xuống bớt chút xíu. China. 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 Gần đúng rồi, tiếp tục đây. Several. Ok. Rồi, tắt mic nha. Thương, Henry đọc đi, Henry. Thương đọc đi. Thương mở mic đọc đi, Thương. Water. Không, đọc tiếp chỗ này nè mà. Đọc tiếp này nè. Announcement. Sir, announcement. 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 Đúng rồi, cái chữ nó có chữ tờ nè. Nhưng mà chữ tờ gầm gần đây thì mình bỏ qua chữ tờ, em đọc chữ sờ luôn. Announcement. Announcement. Đúng rồi. Announcement. About. Đúng rồi. About. Đúng rồi, cái âm T của em bật cái hơi mạnh ra chút xíu nữa. About. About.
About. Đúng rồi. Ao á, cái chữ này nó giống chữ tiếng Việt nè. About, giống như là ao ao á. About, about. About. Nó không có chữ R, đừng có đọc chữ R ở trong đó. About, cái miệng mình đọc bình thường thôi. About. About. Em đọc hơi lao qua chữ R rồi. Rồi, em đọc tiếp đi. The. 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 Đúng rồi, chữ này. The. Ok, chữ này. Parliament. 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 Parliament cũng được. Parliament. Đúng rồi. Parliament. Đúng rồi. Rồi, chữ này. Parliament. Ok. Accept. Accept. Cái chữ K trong miệng mình giống như là accept. 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 Đúng rồi. Từ nhà anh nhắn cái link cho bạn. Accept. Đúng rồi. Rồi em đọc chữ tiếp đi. Inspector. In này. Inspector. Em không có âm trọng âm, là trọng âm nằm chỗ này nè. Inspector. Inspector. Đúng rồi. Rồi chữ này. Tension. Đúng rồi. Tension. Đúng rồi. Chữ này. Other. Other. Ok. Other. Rồi trường đọc tiếp đi trường. Nation. Mời bạn trường. Chữ này. National. Đúng rồi, đây em nhìn là này chữ national. A nè. Đúng rồi, national. 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 Đúng rồi, national. Petroleum. Đúng rồi, petroleum. Petroleum. Đúng rồi, petroleum. Petroleum. Em đọc đúng không? Đọc tốt. Corporation. Corporation. Đúng rồi, corporation. Corporation. Đúng rồi, trường phải âm tốt. Corporation. Agreement. Đúng rồi, agreement. Agreement. Đúng rồi. Chữ này. Cooperate. 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 Đúng rồi, cooperate. Cooperate. Âm nhấn chỗ này nè. Cooperate. Okay. Đúng rồi, rồi em đọc qua đây. Natural. Đúng rồi. Rồi ở đây. Development. Đúng rồi, chữ này development. Đúng rồi, đúng không? Chữ này. Yeah. Complaint. Đúng rồi, complaint. Đúng rồi. Đó là cái tờ của nó là đúng. Rồi. Organization. Đúng rồi. R chữ R là phải cao tới organization. Organization. Đúng rồi. I. Organization. Organization. Rồi. Ở đây. Organization. Đúng rồi. Accuse. Chữ Z. Accuse. Accuse. Đúng rồi. Z. Z. Đúng rồi. Accuse. Đúng rồi. Ở đây. American. American. Ok. Rồi, bạn Hà đọc nha, mời bạn Hà đọc nha. Bạn Hà mở American. Ok, Hà đọc qua đây ha. Legitimate. Legitimate. Chờ. Này không phải là, nó phải là chữ E đâu nha. Nó là chữ O á. Legitimate. Legitimate. Chữ O mà, mệt mà. Mệt mỏi á. Legitimate. Đúng rồi. Legitimate. Chữ ơ, đọc qua chữ ơ cho nó được. Rồi, ở đây. Legitimate. Ở đây. Consumer. Consumer, rồi, ở đây. Government. Rồi, ở đây. Government. Rồi, qua đây. Seriously. Seriously. Undermine. Ở đây. Cooperative. Chữ này là Hà này là lọc từ đầu đến giờ đúng không? Cooperative. Cooperative. Rồi. Chữ này. Bilateral. Ok. Rồi mời bạn Thi đọc đi. Cái màn hình điều khiển của mình nó
em đúng không anh? Ừ, bạn Thi á. Là cái màn hình điều khiển anh tắt rồi, không nhìn thấy. Để em đọc ấy. Rồi, nãy bạn Thi đang đọc đúng không? Đang tới chỗ nào rồi? Đây đúng không? Rồi, Thi đọc đây đây. Thi nhìn thấy màn hình chưa? Đây. Economic. Rồi tiếp. Còn là mấy cái? Economic. European. European. Leader. Pressure. Position. Không nghe lời của anh nói, em biết em đọc đúng hay sai nè. Trời ơi, xin lỗi. Nãy giờ không biết là mình đang bị tắt mic. Position, chữ y ngắn này em đọc thành chữ y dài. Position. Chữ y bình thường thôi. Chữ y giống như y trong tiếng Việt á. Position. Position. Ừ. Nhìn cái khẩu hình của em là đọc thành chữ y dài á, đọc bình thường thôi. Cố gắng chỉnh lại. Rồi chữ này. Position. Ừ, đó em bé đọc đúng đó. Corruption. Corruption. Rồi chữ này. Arrange. Đọc thêm chữ nào không? Arrange. Cái chữ nào trong miệng mình á? Arrange. Nè, cái này không phải là chữ ch mà nó là ch. Tức là cái miệng mình nó giữ nguyên cái âm, cái hơi nó đẩy ra ngoài, nó tạo ra cái âm thanh đó, đó là arrange. Arrange. Nghĩa là cái âm thanh này nó không có điểm kết thúc, nó không phải là arrange mà là arrange. Arrange. À, thì cái âm thanh đó không quan trọng, quan trọng là em đang đọc nó bị sai cái cách đọc đó, nó chưa đúng đó. Tức là nó không phải là arrange, nó không phải là ch, mà nó là ch. Lúc mà em kết thúc cái âm thanh này nè, là cái khẩu hình mình nó giữ nguyên, nó không có thay đổi cái miệng của mình, mà chỉ là cái hơi nó đẩy ra ngoài thôi. Arrange. Đó, đúng rồi đó. Arrange. Rồi, ở đây. Under. Rồi, ở đây. Apologize. Apologize. Okay, ở đây. International. Ở đây. International. Okay, ở đây. International. Newspaper. Nhớ ngâm đầu. Đó, em biết đâu đúng á. Newspaper. Chữ pay nè, pay là dấu ngay, không có dấu sắc ở trong chữ này nha. Newspaper. Newspaper. Đó, đúng rồi đó. Ok. Newspaper. Rồi, mời thêm một bạn nữa nha. Rồi mình hướng dẫn qua đọc đọc nguyên cái bài dài. Mình đọc cho các bạn nghe một cái câu tiếp theo, hôm qua đọc được một câu rồi đúng không? Đây đọc câu tiếp theo.
Rồi mời bạn Phan Ngọc Thúy hả? Thúy mở mic lên đọc đi Thúy. Đọc đây nè. Quarter. 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 To hơn xíu, cần cái mic lại được không? Nghe không nghe được tiếng của em. Quarter. Ừ. Rồi ở đây. Finger. Ừ. Mother. Ừ. Em đọc to lên chút xíu anh nghe không rồi. Abdomen. Abdomen. Phải lắng tai mới nghe được, rồi em đọc tiếp đi. Sister. Sister. Em đọc thiếu chữ S này là sister. 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 Đúng rồi. Ở đây. Cousin. Đúng rồi. Cousin. Ừ. Japan. 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 Rồi ở đây. Japan. Japanese. 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 Ở đây. China. China. Several. 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 Announcement. Announcements. About. About. Đây. The. 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 Parliament. Đúng rồi. Parliament. Đây. Accept. Đây. Inspector. Ok. Inspector. Bạn thấy là học từ mấy buổi đầu đúng không? Chứ đâu phải là mới vô đúng không? Buổi thứ ba. Buổi thứ ba. Ừ, ok. Biết cách đọc rồi đó. Rồi. Đây mình sẽ hướng dẫn mọi người. Hôm qua đọc được một câu đầu tiên rồi đúng không? Này, mọi người về nhà có nghe cái bài đó không? Có nghe cái bài bài đọc, bài thực hành đó không? Ừ, về nghe nha, nghe tới nghe lui cho mình quen với lại cái giọng đọc á. Rồi đợi chút xíu mình không, nó nằm ở dưới này, nằm dưới này để mình mở lên mình hướng dẫn mọi người đọc cái câu tiếp theo. Mọi người có biết làm sao mà cái chỗ này cái chữ nó thưa thưa mà nó có cái dòng trống ở dưới đây không? Nhìn thấy màn hình không? Biết sao, biết lý do sao mà cái chữ này nó rất là thừa mà nó có cái dòng trống ở giữa không? Để mình viết phiên âm dưới. Ừ, đúng rồi đó. Bạn nào mà có điều kiện ở nhà thì in ra nha. In ra rồi xong mình viết cái phiên âm ở dưới mấy cái chữ này nè. Viết rồi nhìn đọc luôn. Đó. Mình viết cái mục đích là để mình sẽ quen dần với lại cái việc là nhìn cái chữ này mình biết hòm hòm, biết cách nó đọc sao. Có khi là nó sẽ không chính xác lắm. Nhưng mà mình nếu mình gặp những từ mới, nếu mà mình cứ tra phiên âm liên tục như vậy một thời gian dài á, mình đọc nhiều bài như vậy á, thì tự nhiên mình nhìn cái chữ là mình biết đọc à. Rồi, mọi người ai mà in ra được thì cứ in ra nha. In ra rồi ghi chép cái phiên âm ở dưới, còn cái khoảng trống ở chỗ này nè là sau này mình sẽ để dành chỗ trống để mình sẽ ngắt câu. Chỗ nào ngắt câu thì mình gạch chéo nó một cái để mình biết đường mình đọc cho nó đúng. Rồi hôm qua đọc ở đâu rồi? Hôm qua đọc câu này rồi đúng không? Câu đầu ạ. Câu đầu rồi. Cái câu này nó rất là dài, mọi người thấy không? Nó cực kỳ dài luôn. Như vậy thì mình sẽ hướng dẫn song song mọi người cách ngắt câu luôn nha. Rồi giờ mình đọc trước nè, mình đọc trước rồi mọi người tự hình dung ra coi là cái câu nó sẽ được ngắt ở chỗ nào nha. Mình sẽ đọc từ đây đến chỗ này nè. Đây, đọc cái khúc này. Mình sẽ đọc hơi cường điệu lên chút xíu nha, nó sẽ không có giống với là cái giọng đọc của cái anh người bản xứ, cái giọng đọc của cái bản tin này. Tại vì người ta đọc giọng bình thường, còn mình luyện tập mình sẽ đọc nó cường điệu lên hơi nhiều hơn chút xíu để mọi người dễ hình dung. Japan and China are getting friendlier. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Rồi, hình dung một cách đọc chưa? Không có đọc tuồng luôn nha, mà cứ kết thúc một cái cụm từ có nghĩa là ngắt.
ngắt ngắn hay dài là tùy mình quyết định nha. Ví dụ nếu mình đọc nè, several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo. Đó là mình ngắt là cái mấy từ là mình ngắt một cụm từ nè. Nhưng mà nếu mà mình đọc cho nó bình thường với tốc độ đọc bình thường thì mình sẽ ngắt một cái đoạn dài hơn. Several announcements about increased cooperation, đọc tới đây mới ngắt, were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo. Đọc tới đây mới ngắt nè. Rồi lát nữa đọc tới đây mới ngắt nè. Nghe chưa? Mọi người hình dung là cách đọc chưa? Giống như tiếng Việt á. Rồi. Where he gave a speech to Japan's parliament. Chỗ này nếu muốn ngắt thì ngắt, không muốn ngắt thì đọc nó luôn hết một đoạn luôn. Nếu ngắt thì ngắt chỗ này. Where he gave a speech, ngắt, to Japan's parliament. Còn không thì đọc hết luôn. Where he gave a speech to Japan's parliament. Rồi đấy nè, đấy mấy phần nối âm nè. Several announcements. Chữ này nè, chữ L nối qua chữ A nè, chữ R nè. Nhưng mà đương nhiên là mình có thể không nối, đọc nó vẫn bình thường nha. Tức là không bắt buộc phải nối âm nha mọi người. Several announcements. Nè, mình kết thúc chữ này mình đọc nó là chữ L đúng không? Chữ này nó đọc là chữ R đúng không? Several announcements. Mình có cảm giác như là cái âm thanh nó gần giống như nó bị nối qua vậy đó. Several announcements about increased. Nè, chữ S nè. Increased. Đây là tổng cộng bằng chữ S đúng không? Thêm ed nó là increased ed mà nó gặp cái âm vô thanh nó sẽ thành âm t. Increased cooperation were made around the time the, chữ đời này rất là nhẹ, around the time of a visit of a, nó sẽ bị lướt qua, of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo where he gave a speech. Chữ này chữ nói mình sẽ nghe nó rõ nè. Where he gave a speech. Where he gave a speech. Thấy không? Where he gave a speech. Bạn đọc rồi tự nhiên nó ra cái âm thanh đó. Where he gave a speech. Nói vô. Where he gave a speech. Hầu như là nó mất cái chữ này luôn á. Where he gave a speech to Japan's parliament. To. Đây là chữ to. To mà nó rơi vào phát nhẹ đọc là t. He gave a speech to Japan's parliament. Không có đọc là to nữa mà là to. A speech to Japan's parliament. Bạn không có nghe được chữ to đúng không? Tại nó đã thành chữ tờ rồi. Nó chỉ là một cái âm tờ rất là nhẹ thôi. Where he gave a speech to Japan's parliament. Rồi, mọi người hình dung cách đọc chưa? Several announcements about increased. Muốn nói thì nói vào chỗ này nè, giờ nè, about increased. Không bắt buộc phải nói nha mọi người. Có nhiều người người ta đọc là about increased cũng được, không sao đó. Có người người ta học đọc chữ tờ này vẫn là nó là vẫn là phát âm đúng thôi. Còn nếu mình muốn nói, mình nói chữ tờ vô chữ y, about increased. Đừng có chú trọng quá vào cái phần âm nói, đọc một cách tự nhiên là nó sẽ ra cái âm nói. Nếu mà mình cố tình mình nói nè, nghe nó sẽ kỳ nè. About increase, nghe nó kỳ đúng không? Nhưng mà mình đọc nói tự nhiên nè. About increase cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Đó, cái chữ này nè, cái chữ này nó từ trong miệng mình nó như đạn liên thanh á, không nghe được chữ gì hết á, chỉ nghe là speech to Japan's parliament thôi. Where he gave a speech to Japan's parliament. Nè, speech, rồi chữ tờ, rồi đến chữ chờ. Nó rất là nhiều cái phụ âm nghe vô cái khúc này. Khi mình mặc quen rồi á, thì mình sẽ tạo được cái âm thanh đó. Where he gave a speech to Japan's parliament. Nè, speech to Japan's parliament. Where he gave a speech to Japan's parliament. Đó, hình dung cách đọc ha. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit, around the time, nó cũng thành chữ the luôn. Ý là nó thành một cái âm thanh rất là nhẹ, around the time, around, chữ the nè, nó thêm chữ phụ âm này, nó thêm chữ the nè, nó sẽ tạo thành là around the time, không nghe được chữ the đúng không?
bình thường mình đọc là the the, nhưng mà vô bài mình sẽ không bao giờ nghe được cái the này, nó chỉ là một cái âm thanh rất là nhẹ, nó bị lướt qua. Around the time of a visit, of a, bị lướt qua, of a visit, không bao giờ nghe được là around the time of a visit, không nghe được. Around the time of a visit, nhớ chú ý mấy chỗ này ha, of a visit by Chinese premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Đó. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Đó, đọc như vậy đó. Đọc chậm nè. Several announcements about increased cooperation were made around the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Đọc bình thường là several announcements about increased cooperation were made during the time of a visit by Chinese Premier Wen Jiabao to Tokyo, where he gave a speech to Japan's parliament. Đó, cách đọc như vậy đó. Mọi người hình dung ra chưa? Nó sẽ xuất hiện những cái âm nối nè, những cái phần ngữ điệu nè, rồi những cái âm nó bị nuốt đi nè. Đó, khi đọc thì mình để như vậy thì mình sẽ dần dần mình làm quen với cái tốc độ đọc đó. Tốc độ đọc trong cái bài nghe bài bản gốc là tốc độ chậm nha mọi người. Bây giờ về nhà thực hành nè. 10 rưỡi hết giờ rồi, nhanh ghê. Về nhà thực hành nè, mở cái bài này lên, nghe lại, nghe nguyên bài. Rồi xong chú ý vô một hai câu đầu để luyện tới luyện lui cho nó quen. Khi bạn nghe á, bạn phải luyện bằng cái tốc độ của cái người đọc đó. Tức là họ đọc tới đâu mình phải đọc tới đó, để mình quen với cái tốc độ đó. Tốc độ đó là tốc độ chậm thôi. Sau đó bạn, nếu mà bạn đọc nhanh rồi thì bạn mở cái tốc độ 1.25 lên, bạn đọc thêm. Tại vì khi mình đọc bằng cái tốc độ của cái người đọc đó, tức là cái não mình nó đang suy nghĩ cùng tốc độ với cái ông đó, với cái tốc độ đọc đó, thì mình đọc bài nó mới suông được. Chứ mình cứ đọc cứ từng từ thì nó bị bẻ vụn cái bài đọc ra, người ta nghe người ta sẽ không hiểu. Mình đọc cho người ta nghe, người ta sẽ không hiểu được cái bài mà mình đọc, mình đang muốn nói cái gì trong đó. Rồi, để ngắt câu cho đúng, về nhà các bạn tự tra từ điển ra nha, tự dịch nghĩa cái bài này ra, coi cái bài này nó nói cái gì nha. Cái từ vựng bài này thì nó cũng đơn giản thôi, tại vì cái này là một cái bản tin trên VOA và người ta cố tình dùng những cái từ ngữ đơn giản phổ thông để cho tất cả mọi người có thể hiểu được. Mình giờ mình tra ra coi cái bài này nó nói gì trong đây. Khi mình hiểu nghĩa cái bài này rồi thì mình sẽ biết ngắt cái chỗ nào cho nó đúng. Tại vì khi mình ngắt câu á, mình phải ngắt vô những cái đơn vị có nghĩa, chứ mình không thể ngắt ở những điểm bất kỳ được. Hết một đoạn có ý nghĩa là mình mới ngắt được. Còn nó chưa hết cái đoạn đó, nó chưa hết cái đơn vị ngữ pháp đó, hoặc là nó chưa tạo thành một cái cụm từ có nghĩa, thì mình không có ngắt được. Cho nên là bắt buộc là phải hiểu nghĩa cái bài này nha. À, sao thầy không bật cam? Tại lúc mình log in vô tự nhiên cái cam nó không lên. Bật lại coi được không? Ừ, hình như nó lên cam rồi đúng không? Rồi, mọi người có hỏi gì, có thắc mắc gì không? 10:29:30. Về nhà luyện tập nha. Về nhà mở cái bài này lên nghe. Còn những bạn nào mà mới vô á, những bạn nào mà mới vào lớp á, thì đọc cái tin nhắn ghim trên, đọc cái tin nhắn ghim trên nhóm á nha, để tại tài liệu tối nay mình sẽ cập nhật lại cái tin nhắn ghim đó. Nó sẽ có những chỗ để đăng ký email, rồi tải tài liệu, rồi cái đường link trên YouTube để các bạn tự luyện tập ở nhà. Thầy ơi, ngày mai có chứ? Ôi xin lỗi, ngày mai chủ nhật đâu có học. Thứ tư chứ, buổi tiếp theo là thứ tư. Mình sẽ nhắn trên nhóm nha, quay về cái học lịch học cũ nha mọi người, thứ tư với thứ bảy. Rồi, buổi học kết thúc nha. Chào mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn bạn Hồng Gấm.
Cảm ơn Hồng Phú. Hồng Phú là buổi đầu đúng không? Chào bạn Văn Anh nha. Rồi, chào bạn Thúy. Bạn Hạnh mới vô mấy phút cuối đúng không? Bạn Hạnh biết cái cách vô rồi thì... Cảm ơn Thảo. Bạn Hạnh biết cách vô rồi thì bữa sau cứ vô theo cái link Zoom đó nha Hạnh. Rồi, chào mọi người. Rồi, cảm ơn Nguyệt. Chào Nguyệt nha, chào Henry nha.